Ngày hôm đó là bao nhiêu người bị bắn chết? Ba người. Ba người. Dạ, Là ba. ba mẹ với lại một người bạn của ba mẹ của chị. Dạ. Ờ, mới về em gái. Chào em. Dạ, chào cô chú. Tới bữa cơm trưa rồi. Rồi, lên đó đi cho mát. Ui 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 ui. Từ từ nha anh. Tụi em không có biết lỗi như như mấy thằng bé. Chào em ha. Ôi trời. Nó được nha Hồng Nhân ơi. Dạ chào anh. Dạ. Ui, ui trời. Sợi sốc, sợi sốc. Dạ em chào chị ha. Thì em với lại nhân chứng á, nghe nói nghe chị từ Campuchia về hả? Dạ. Dạ. Thì theo những cô chú ở đây đó thì chị về theo cô chú như thế này, nhưng mà đặc biệt là cái hoàn cảnh của chị rất là khó khăn. Dạ. Thì cái hoàn cảnh của mình như thế nào, chị có thể chia sẻ cho em cũng như là tất cả cô bác của chị được biết về cái hoàn cảnh của mình không? Dạ, mẹ mình sao mà đến sao bị cái gì? Còn tụi em nói gì nữa. Mẹ nó bị người ta bắn chết hết trơn rồi. Bị kiểm bắn chết hết trơn rồi. Đây là cho mẹ nuôi. Dạ anh. Từ nhỏ tới lớn. Dạ vô đây đi anh ngồi vô anh chia sẻ với lại chị. Ngồi đó mày nói đi, mày nói đi. Nói cho coi nào cơm. Dạ ngồi đi anh có thể chia sẻ với chị. Dạ. Chị tên gì? Dạ tên So. À năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 18 tuổi. 18 tuổi. Ủa sao mà có bé bé này bao nhiêu tuổi con chị hả? Dạ. Có 6 tháng rồi. 6 tháng. Dạ. 6 tháng. Có nghĩa là chị có chồng năm 17 tuổi. Chờ có vào trong năm luôn á. Trong năm luôn hả? Dạ. À vợ chồng của mình đâu ta? Đây. Dạ hả. Anh là người người Việt luôn. Người Campuchia. Anh là người Campuchia. Dạ. À, còn chị là người Việt. Dạ, ngồi đi. Dạ. Campuchia gốc Việt. Sớm vậy. Đúng người Campuchia giống nhau vậy. Dạ. Nghe nghe chú có chia sẻ rằng là cha, ba mẹ của chị mất là do bị bắn hả? Dạ. Là như thế nào hả chị ha? Đi kẻ nó bắn nhăn lưới rồi uống lưới rồi nó bắt rồi ông này tự không cho bắt rồi nó bắn chết trên luôn ba người. Kiểm là như thế nào? Tính công an hả? Công an ở đây vậy đó, như ở đây người công an công che lính công che người miền á. Rồi mình làm cái gì mà dân lớn rồi nó không cho bắn gì. Người Việt mình ở đi mà nghĩ đó mình đi về vô phạm vi đó mà không đóng cho nó, không cho tiền nó rồi lại nó kiếm chuyện nó bắt không có tiền bắt. Ở bên đó bắn chết người như vậy bình thường vậy đó hả? Dạ. Luật pháp của người ta mình làm gì lạ vì mình dân tình đó. Người mình có thưa kiện gì không? Có, cũng có thưa kiện, như thưa kiện cũng đi ở tù luôn vậy đó. Chú nói cũng đi ở tù luôn, thưa kiện ra cũng đi ở tù luôn vậy đó. Chứ nó bắn chết ba người cùng một lúc. Dạ. Mình làm đơn thưa kiện mình ở tù luôn. Dạ. Ôi trời. Là cái sự việc nó xảy ra khi nào ha anh? Lâu rồi, nhỏ này lúc nó còn 2 tuổi tới giờ. Bắn nó chết thì đứa này nó còn sống sót lại là nó ở nằm trong cái xuồng. Nằm trong cái chỗ bắn đó mà nó không bị đè, nó không bị được. Là lúc chị này có 2 tuổi thôi là nằm trong chiếc xuồng. Dạ. Là đi bao nhiêu người rồi bị bắn chết ba người là đi bao nhiêu người ha? Đi ba người đó với nhỏ này mà nhỏ này nó còn nhỏ. Nhờ nó ngủ quá, bắn đâu có được. Bắn cha mẹ nó chết trơn luôn thằng bạn nữa. Không ngủ. Là tổng cộng ngày hôm đó là bao nhiêu người bị bắn chết? Ba người. Ba người. Dạ, là ba mẹ với lại một người bạn của ba mẹ của chị. Dạ. Rồi từ đó là chị mới về đây á hả? Dạ về đây mới có năm mấy rồi. Ở chỗ là mình nuôi nó rồi mình cũng chưa có đi, nó cũng đâu có đi đâu. Tới giờ mình đi về đây nó mới đi. Cái lúc mà ba mẹ bị bắn chết kể cả luôn người bạn thì lúc đó chị lên đên ở trên 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 cái biển hồ á thì ai là người phát hiện ra chị ở đó? Bắn rồi nó chạy thì cũng như dân mình đi làm á gần gần đó người ta cũng báo rồi cho giờ giờ mới nói bị bắn chết gì đâu cho nói cơ quan huyện chả mình làm không đợi nó.
rồi cái phần Nam mình ở đây đâu. Dạ, rồi mình xử lý sao, rồi cắt phần xác của ba mẹ của chị thì như thế nào? Thì mình đem về thì mình mai táng lên mình vậy thôi. Mình làm lên mình vậy thôi. Mình hỏa thiêu ở trên đó luôn anh. Chôn. Chôn ha. Dạ, chôn trên chảnh luôn, cũng còn anh chảnh đó, nó mộ màng cũng còn anh chảnh. Anh chảnh là ở biển Hồ. Đúng biển rồi. Hồ. Ôi, không ngờ anh, không ngờ là lại nó bất ổn đến vậy ha. Trời ơi, nó phức tạp lắm anh ơi. Nãy vì nghĩ thế làm phức tạp. Thì lúc đó thì tại sao mình không về luôn mà đợi đến thời điểm là chị hôm nay mà 17 tuổi mới về? Lúc đó nó cũng còn nhỏ nhỏ, không cơ nghiệp cái này cũng biết đâu ra. Rồi cái cơ duyên sao mà anh với chị gặp nhau? Mua hết nhiều. Chân nên về, em biết gì hết. Không biết trên điện mà, cũng thải ra mà. Dạ. Đi xuống rồi cạt hai chân canh đó, rồi nhà cửa thì chìm là tích là tay hết, rồi mới đi xuống cái vỏ nhỏ để trốn về đây được, rồi nó không cho về nữa. Trên canh ông cũng bắt mạng coi hoài mà đám bè cạt trên canh đó. Là ba mẹ của chị là chỉ có mình chị thôi. Còn nhà chị nữa, nó ở bên kia, nó có chồng ở bên kia. Nhà chị thứ hai ở bên kia. Dạ. Rồi hàng ngày là anh với chị làm cái công việc gì? Làm hồ. Anh làm hồ. Làm 2-3 tuần nay chưa, nó chưa phát lương, không có tiền mua sữa nó. Còn chị? Cũng đi làm hồ chung chồng. Chị làm hồ luôn? Dạ. Anh với chị là làm mỗi một ngày như vậy là được bao nhiêu tiền hơn? Ngày được 200 mấy. 200 mấy? Dạ. Anh được 200 mấy, chị 200 mấy? Là khoảng 500 ngàn. Mà hai tuần nay nó chưa phát nữa. Ủa sao kỳ vậy ta? Tiền nó chậm chảy quá trời. Dạ. Ê, cái bè này là của bà, của ông bà. Dạ. Dạ. À, cứ gọi là ba vợ luôn, có nghĩa là cậu thôi. Cậu mà nhưng mà cũng cha nuôi, gọi là cha nuôi. Dạ. Cũng nuôi dẫn. Dạ. Dạ. Tại sao anh với chị không ở trên đó mà mình lại về đây? Đây là trên chảnh khó khăn lắm anh. Cá mắm giờ nó cũng có được nhiều như lúc trước. Cái này phải gọi giống như là một cái cuộc tháo chạy khỏi khu vực biển Hồ để trở về đây thì chấp nhận cái cuộc sống lên đên, chứ bên trên kia thấy nó nguy hiểm quá. Mình về cái này mình không có đặt cát gì đâu mà mình lên bờ mình nở đâu. Dạ. Rồi anh, giờ chị có giấy tờ Việt Nam gì chưa chị? Dạ chưa nữa. Chưa luôn ha. Dạ. Hiện nay chỉ có giấy ở Campuchia thôi. Có giấy Campuchia thì đầy đủ. Dạ. Có giấy vàng sớm vậy đó, giấy vàng. À, có giấy vàng giấy thế thân á. Trời, mỗi người mỗi cảnh mỗi nhà mỗi khác thiệt á. Ở trên đó là mình có nhà cửa gì hay là mình sống trên bè giống gì luôn anh? Nhà bè sông gì nè. Cũng giống gì luôn. Dạ. Mà bây giờ thì chắc không cho ở nữa. Dạ. Rồi bên bờ bắt mình mua đất mà không có tiền mua. Vậy nha, nhiều khi cái mình màng xái lược pháp cái nó có màng gì giăng lưới trên trời mà không đóng thế với nó đàng hoàng, rồi khi nó cần tới nhà nó bắt luôn. Bắt tại nhà luôn. Dạ. Bắt tới nhà luôn. Rồi vậy. Bởi vì lực pháp anh chảnh mình không có để gì, không có gần gì má. Làm cáp anh, nó làm càng làm đại để kiếm tiền ăn. Mình không có tiền thì người giải bỏ tù luôn, bắt bỏ tù luôn không chừng. À. Mà cái trường hợp như là ba mẹ cô chị thì có rất có nhiều trường hợp như vậy không? Dạ. Có nhiều trường hợp bị bắn giống như ba mẹ cô chị này không anh? Không đâu. Có đó, cũng có khi nữa mà xứ khác. Ở Xung Rẹt rồi nó cũng bị bắn chết liền do. Nhiều tỉnh. Từ tỉnh. Nhỏ này thì tỉnh Pusat, còn người ta cũng bị bắn các nơi, cũng bị Xung Rẹt. Dạ, tỉnh bắn bắt bom luôn. Nó cũng bị bắn chết hoài vậy, bị tỉnh bắn chết hoài vậy. Dân bắn dân mà ngày khác hả? Dân mà ngày khác. Bắn rồi là bỏ chạy luôn vậy, làm cho nó. Là chỉ những người kiểm thôi chứ chứ dân thì không có bắn nha. Dân có sẽ có cái gì mà bắn nó. Dạ, dạ. Súng đâu, có súng đồ bắn nó. Dạ, dạ. Qua bính nó. Dạ, dạ. Nó bắn mình vậy thôi. Hả? À. Mình thưa xong cái mình ở tù luôn. Đúng, đúng rồi. Ông già nè, nhỏ này thì ông anh
vợ ông đưa rồi đi ở tù. Bữa nay tao có bồng nó nên tao người ta tao đi về sớm từ đây. Bồng mới ra. Dạ. Đi mua dừa tao đi dạ. Vàng, ngang vàng, ngang vàng. Nó tao đúng vậy là bà vợ của mình đó là bà muốn thu bù con trai gì chết phải mà thưa mở đầu tháng rồi là bà chết theo luôn. Biết cái thằng đó nó bắn mình rồi đó mình thưa thằng đó rồi thằng đó nó có tiền nó thưa trả lại nó mình khai quan bắt mình ở tù nó bắt mình trả lại ở tù dạ. Vậy đó. Nhưng mà em không hiểu là ngày sau là ngày xưa là do mọi người nói rằng là lên biển hồ đánh bắt cá nhiều hay sao mình lên đó anh mà mình lên được bao lâu rồi mình cũng không biết nó lên giờ nó còn ở đâu hơi trong bụng mẹ hay gì nha ông già bà già lên thì mình sanh đẻ đó mình đánh đó mình mặn luôn. Vậy là mình lên thì cũng 2-3 đời rồi. Em nghĩ là khi mà mình thay đổi một cái cuộc sống, một cái nơi ở khác á, nó có rất nhiều thứ bỡ ngỡ. Mà đặc biệt như cái trường hợp của chị hay là của anh là cũng từng sống ở Campuchia, từng sinh ra Campuchia thì thay đổi nó rất khó khăn. Nó không phải là nó đơn giản là mình cứ di chuyển về đây là mình sống. Lúc đầu thì về đây nó khó khăn dữ không chị? Dạ, nó khó khăn lắm. Lên trên đây rồi nó không có quen như lúc ở trên mình ở trên cảnh rồi đi làm khó khăn này kia khó kiếm việc làm á cũng như người ta cần giấy tờ đều đủ rồi người ta mới nhận mình vô làm được nên khi mà mình về đây thì mình không thể nào mình làm công ty được dạ. Mình chỉ có thể là làm phụ hồ dạ. Hoặc là bán vé số thôi dạ. À sao mình chị không làm cái công việc là bán vé số cho nó nhẹ nhàng hơn em thấy phụ nữ mà làm phụ hồ thấy vất vả với cực quá em đi bán vé số em sợ lạc đường em càng quen rồi đi về đây đi xúc phiếu rồi lạc đường rồi không biết đường đi dạ không biết xuống này là nước là cái luôn có giấy của tờ rồi đâu có buôn bán gì được luôn dạ tại vì giờ ngõ ha nhiều mấy đứa này mới xuống rồi đậm trọng ở đậu rước bước chứ chưa mấy người làm đi mà công ty này nọ là anh phải có giấy của tờ là không có nhận không có giấy của tờ đâu có nhận anh đâu dạ em cho con ra sửa khác sửa rồi giấy tờ bán vé số thì sợ lạc đường còn đường đi nước bước thì không biết đi như thế nào còn làm công ty thì không có giấy tờ về đây thì chỉ có một cái công việc duy nhất là làm hồ thôi. Ôi trời ơi. Sao mình không lên thuê ở trên trên nhà trọ mình ở chị tì không có giấy tờ tiền sửa con nhỏ này có nhiều tiền mà mua nổi con vịt nữa. Ở đây hai chồng đi mà không gỡ cái đứa này 50.000 nó vậy với ăn uống săn bộ cũng còn dư dạ chứ không mua bè ở đậu thôi thì hôm nay em đến thăm gia đình của anh chị đó cũng nghe mấy cô chú ở sớm ở nhà ở bè kế bên đó nói rằng là cái cuộc sống của mình khó khăn với lại mình cũng đang có em bé nhỏ nữa. Em để ghé thăm cái cuộc sống gia đình của mình như thế nào thì em thay mặt cho cô Huệ ở Bỉ á phải cho mình 1 triệu ha chị ha dạ. Để mình có thể mua sữa cho các bé ha dạ, cảm ơn. Chị có muốn nói lời nào với Mạnh Thường Quân không? Dạ em cũng xin cảm ơn Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ đỡ em dạ. Ừ anh nãy giờ quên hỏi anh là bao nhiêu tuổi ta? 23. Chị là 18. Lúc đó là hai vợ chồng làm đám cưới ở Việt Nam luôn hay sao? Dạ, không có tiền. Thì sống nặng luôn hai đứa, đợt này. Tiền bố. Có nghĩa là tự thấy hợp với nhau, rồi sống với nhau luôn chứ không có tổ chức đám. Chỉ cho thông báo cho gia đình biết là vợ chồng vậy thôi. Dạ. Chứ trên chiếc ghe này thì cái việc mà làm đám cũng... Mà chắc cô chú ở đây thì chắc đa số là mình chọn lựa với nhau để mình thông báo với ba mẹ với gia đình thôi ha. Cũng có tới có tiền kia có tiền sớm. Anh là người gốc? Em cũng người Campuchia đó. Anh là người Campuchia luôn hay là Việt Kiều Campuchia? Việt Kiều Campuchia. Ba mẹ của anh ở đâu? Cũng ở Campuchia. Ba mẹ của anh là người Cam hay là người Việt? Người Việt nhưng mà ở Campuchia. Người Cam mà gốc Việt.
người Cam nhưng mà gốc Việt. Thấy cây nấm giả có nghĩa là không có sữa hay sao thì không có sữa, mua sữa cho bé hay sao? Dạ mấy bữa nay nó không chịu phát lương, rồi nó có tiền nó mua sữa cho con nhỏ luôn. Anh quay kìa, có nghĩa là mấy ngày nay không có tiền á, không có làm hồ, không có tiền phát lương. Lương ta chưa phát. Đành nữ là cho bé ngậm đỡ. Dạ. Để mà bé ăn uống gì được chưa chị? Chưa. Nó cũng ăn được chút đỉnh vậy đó. Ôi trời ơi, không nói thì mọi người đâu có hiểu đâu ha. Rồi thôi em chào chị ha, chào anh ha. Chia tay với lại cô chú ở xóm Việt Kiều Campuchia thì Bùi Hồ cùng với lại em Nhân sẽ quay về. Thật ra thì các cô chú ở đây á thì thích với cái cuộc sống lên đên như thế này, tại vì cái nếp sống nó quen từ lúc mà đang còn đánh bắt ở trên biển hồ ở cô bác của anh chị. Tình hình cô chú anh chị đây là đa số là không có giấy tờ ở Việt Nam, tại vì về đây thì cũng gần 10 năm rồi nhưng mà cũng gặp khá là nhiều khó khăn. Kết thúc hành trình các anh em hôm nay để đến đây để thay mặt quý mạnh thường quân gieo duyên hỗ trợ cho cô bác quý anh chị ở đây có một phần nào đó để làm ăn cũng như là hỗ trợ khó khăn trong cuộc sống, thì rất mong mà cô bác quý anh chị sẽ đồng hành cùng kênh của hai anh em cũng như là ủng hộ để mà tiếp tục cái hành trình. Và xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở chuỗi video clip sau. Kìa các vé sinh hoạt kìa, ở đó có bán nước nãy giờ quên để ý luôn á. Rồi chào các cô các chị về nha. Chiếc bè đó mà lên 10 người chắc không còn thấy chiếc bè luôn quá.